Mọi người nhé, hiện tại là 7 giờ sáng ngày 16 tháng 4. Hiện tại chúng tôi đã vừa lắp đặt xong một chiếc đồng hồ cột tiên cho khách hàng tại Thanh Thủy. Trên màn hình đây. Cho cậu chào nhé Hùng tại Thanh Thủy. Chiếc đồng hồ cột tiên này. Và bây giờ là chúng tôi chuẩn bị cho lên xe để vận chuyển đến nhà khách hàng đây. Đấy, thì tôi có quay qua lại để giới thiệu với mọi người. Rất là đẹp. Đây, toàn cảnh đây. Nha, mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với tung tám theo số điện thoại 0957508066 này, và website đồ gỗ tung tám.com nhé.